Tiếp theo là combo số 54 nha quý vị. 12 cây sâm hương 200k ở 400k bao phí ship. Cái combo này nó đẹp hơn cái combo kia nha quý vị, cho nên giá nó cao hơn một cây. Anh nào mua diễn trước 100k nha. Cây số 2 nè. Này nó dài dữ lắm, mà như cổ thụ gom nhỏ mà nó siêu mini luôn nha. Về mình vô cái chậu tí nị mình chơi nha. Cây số 3 nè. Số 4 nè. Số 5 nè. 6 nè. Dáng này đập đập không nha. Số 7 nè. 8 nè. Này về là chơi luôn, không có uống éo gì nữa, dân bấm không giật không. 9 nè. 10 nè. 11 nè, 12 nè. Rồi 12 cây 400.000. Xuống luôn ha quý vị ha.